Thì thường thường những cái em mới vào bầy ấy thì hay tự ái, hay là hay bị tủi thân, hay là nhiều cái lắm, cái em khóc đó. Thế thì bây giờ đó cái em sói đó nó hát cái bài này thì nó xưa lắm, nó cũ lắm, nhưng mà nó có giá trị cao về vấn đề giáo dục. Là đời là một anh chàng, nhận mình là một sói con, sói chi lạ, sói chi lạ, đời là sói sao mà hay khóc, đừng có khóc nữa, cười đi, nắm tay bạn bước theo nhịp đàn. Khi nắm tay bạn bước theo nhịp đàn đó, nó chạy quanh em đó, nó nắm tay em, nó nhảy. Thế thì tự nhiên em kia đang là khóc khóc cái vui lên, thế là hết khóc. Và dần dần em nó có cái thói quen với có bạn thân đến, à các anh em mình thương mình, tại sao mình khóc, không nhớ nhà nữa nhé. Rồi thế thì những cái bài hát đó để vui chơi trong đàn với nhau, khi có một em sói nó khóc, chứ đừng biến thành là nhạo báng em đó. Đấy, các em nó hát với nhau xong nói là năm đi dâu tiếp theo nhịp đàn. Đấy là cái bài hát là Sói Mếu. Nó là một bài hát dùng hát để giáo dục các em. Thế là các em nó có bạn quen rồi, nó hát với nhau, nó vui chơi rồi thì nó không khóc nữa. Thế trường hát lại là đời là một anh chàng, nhận mình là một sói con, sói chi là, sói chi là, đời là sói sao mà hay khóc, đừng có khóc nữa, cười đi, nắm tay bạn bước theo nhịp đàn. Về sau đến năm 1960, năm 70 thì linh mục tóc đỏ, mà chúng tôi cứ gọi là linh mục tóc đỏ tức là Hương Đình đấy, một vị ông linh mục, là hồi đó là các anh ấy đi sinh hoạt với ngành ấu, thì các anh lấy cái bài này, anh ấy là nào có những ai chồng bầy mà mắc thầy khóc hay hờn, lại đây tôi cho thuốc chữa, cười ba cái là hết khóc hờn, ha ha. Nào có những ai chồng bầy mà mắc phải tật thầy khóc hay hờn, lại đây tôi cho thuốc chữa, cười ba cái là hết khóc hờn, a. Thế thì vài ba lần như vậy thì là nó cái bài đó sau này nó vui hơn, nó vui hơn đó. Rồi mếu hờn, đó thì chúng ta đổi cái từ khóc thành cái từ mếu. À thì chúng ta sinh hoạt chứ nó chỉ có mục đích bài hát của sói con không để nhạo báng, mà bài hát của sói con là dùng để giáo dục các em. Nó quên cái khóc, nó quên cái buồn nó đi. Là khi được anh em nó xúm lại, nó cầm tay nhau, nó nhảy chung quanh, thế là em gì còn khóc nữa, hết. Dần dần nó quen không khóc nữa.